Đối với phòng chống dịch bệnh, chính phủ sẽ bảo đảm không thiếu kinh phí để bảo vệ sản xuất, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và đời sống của nhân dân. Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại buổi làm việc với tỉnh Bắc Ninh về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các giải pháp giúp doanh nghiệp tiếp tục hoạt động trở lại. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nêu rõ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm chỉ đạo thường xuyên với quyết tâm cao sớm dập dịch ở Bắc Giang, Bắc Ninh, ổn định sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. Khi một ca dương tính xuất hiện, chậm một nhịp là thành ổ dịch. Chống dịch là chạy đua với thời gian giữa bộ máy, con người với dịch bệnh. Việc tiêm vaccine là công việc dài hơi, cần làm càng nhanh càng tốt, bên cạnh việc khoanh vùng, truy vết, đẩy lùi dịch bệnh. Nhắc lại tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng khẳng định, bảo đảm không thiếu kinh phí cho công tác phòng chống dịch. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thường xuyên với cái quyết tâm để làm sao sớm dập dịch để ổn định được cái sản xuất kinh doanh rồi cái đời sống của nhân dân. Và tinh thần Thủ tướng cũng chỉ đạo tôi là không có thiếu tiền cho chống dịch. Tinh thần đã nói tới chống dịch là không có thiếu. Công chí thiếu cái gì, công chí cụ thể hóa để chúng ta giải quyết cho bằng được thì thôi. Vì cái này chúng ta thiếu một vật tư hoặc một trang thiết bị thì sẽ gây thiệt hại rất lớn mà khi dịch xâm nhập vào, rồi ảnh hưởng tới tính mạng, tới đời sống của nhân dân. Phó Thủ tướng cũng khẳng định, tiêm phòng vaccine là nhiệm vụ quan trọng mang tính dài hơi để tiến tới miễn dịch cộng đồng. Không thể một tháng một quý là làm tiêm hết được toàn dân. Nhiệm vụ chống dịch là cấp bách liên tục, không vì có vaccine rồi mà có tâm lý chủ quan, không thực hiện các biện pháp phòng dịch. Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cho biết, từ ngày 2 tháng 6, tất cả các doanh nghiệp hoạt động sản xuất phải bố trí chỗ ăn ở cho công nhân tại công ty và xét nghiệm SARS-CoV-2 3 ngày một lần. Thực hiện làm việc giãn cách. Hiện Bắc Ninh đang có 26 khu công nghiệp với hơn 11 doanh nghiệp và hơn 330.000 công nhân. Liên quan đến chủ yếu là người ta ở trong dân, người ta sinh hoạt cùng với dân, sau đó là bị nhiễm ở đấy và lại là người lao động của doanh nghiệp. Nhưng mà khi phát hiện ra thì chúng tôi cũng tổ chức khoanh vùng rất là nhanh. Hiện tất cả các huyện thị của tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận 930 ca mắc COVID-19 với 152 ổ dịch. Trong đó có 239 trường hợp tại 59 doanh nghiệp. Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh khẳng định, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang trong tầm kiểm soát.